A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 18 tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Gió nhẹ nhẹ thoang thoảng, cùng tiếng chuông ngân cảm thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng. Trong ngôi thiền tự của Gia Đạo, chúng con xin đảnh lễ Phật Mẫu Diêu Trì và Hội đồng Thánh Mẫu Phật Tiên. Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Chân Kinh. Nam mô Năm Mẹ Ngũ Hành Thánh Mẫu Nương Nương. Nam mô Tổ Thầy Lê Sơn Thánh Mẫu. Nam mô Cửu Thiên Huyền Nữ Thánh Mẫu. Con Nam mô Hội đồng Thánh Mẫu Phật Tiên. Con lạy Địa Mẫu. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu Đấng Tối Cao Vô Thượng đã giáng lâm vào hộ thế gian này với anh linh cùng đức độ cao dày công tế thế an ban danh còn đường. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu ân độ sanh vô lượng, ân bảo trì cứu tử lại vô biên, mẹ của nhân gian, mẹ thánh, mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện khi mãi. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu, Đấng Mẫu Nghi Tứ Hải, danh văn lừng khắp cả nước non tiên, xuống trần gian làm Phật Mẫu Mẹ Hiền để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu, Đấng Anh Linh Vô Hạn, xin mẹ ban phép là cứu trần gian, đang sống trong nghiệp chướng chốn trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu, xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm với viên thành, cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ. Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Chân Kinh. Nam mô Năm Mẹ Ngũ Hành Thánh Mẫu Nương Nương. Nam mô Mẹ Mộc, Mẹ Hỏa, Mẹ Thổ, Mẹ Kim, Mẹ Thủy. Nam mô Tổ Thầy Lê Sơn Thánh Mẫu. Nam mô Cửu Thiên Huyền Nữ Thánh Mẫu. Nam mô Hội đồng Thánh Mẫu Phật Tiên. Con kính lạy ba mẹ và ông bà tổ tiên, ông bà cửu huyền thất tổ, hai bên nội ngoại họ Mai, họ Đỗ và trăm họ, và bà cô tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, con cúi lạy chư vị Bồ Tát, chư Phật khắp cả mười phương lòng thành. Con khấn nguyện tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Con Nam mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sĩ Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Vương Phật. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề. Nam mô Phật Tổ Mẫu Quán Thế Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt. Nam mô Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương. Nam mô Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con nam mô các vị chư thiên chư thánh chư thần trong Tam Giáo Hội Đồng Thánh Thần Tiên Phật,
tứ đại thiên vương long thần hộ pháp Thiên Long Bát Bộ từ bi gia hộ độ trì che chở cho gia đình chúng con. Nguyện cầu cho tất cả các anh chị em trong gia đình luôn được mọi điều may mắn khỏe mạnh, gia đình hưng thịnh đoàn viên phước tài lộc thọ miên trường sở nguyện sở cầu như ý. Con nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả cha mẹ, ông bà, chị em, cửu huyền thất tổ đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cúng dường tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Lòng thành con xin bày tỏ lòng biết ơn. Con tạ ơn đất trời linh thiêng Phật Pháp soi sáng. Con tạ ơn cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con tạ ơn Phật Mẫu Diêu Trì, đấng tạo hóa quyền năng, độ trì cho tất cả thế gian và tất cả chúng con. Đây là cây mai tứ quý ba trồng từ xưa. Đã theo con từ mấy chục năm qua. Con xin cảm ơn cây mai. Con xin tạ ơn. Con tạ ơn đất trời Phật Pháp soi sáng đã ban cho tất cả các cây cỏ hoa thơm cỏ lạ.